như mọi người đã thấy rồi đó, nguyên một ngày con Khế nó cứ vòng vòng xung quanh cái ổ mèo con không, nó không đi đâu hết trơn á. Mỗi khi nó nghe mèo con la là nó sẽ chạy vô, nó coi mèo con tại sao la, cái nó khều móc người ta, người ngã nghiêng làm như trò hề vậy đó. Bữa nay tôi cho mèo con uống sữa bằng chai nhỏ mắt chứ không phải ống xi lanh, mà công nhận chai nhỏ mắt cũng nhỏ dễ lắm nha mọi người. Nói chứ con Khế này nó đúng biệt danh của nó là Khế đổ vỏ luôn đó mọi người. Lúc tôi cho mèo con uống sữa đó, nó đi vòng vòng cái chuồng hoài, nó lăn lộn, nó chọc ghẹo mèo con hoài luôn, mà không con nào để ý nó hết trơn á. Mèo con nhỏ xíu à, chưa có biết để ý mèo bự. Hồi nãy giờ nó đi vòng vòng nó chọc mèo con cái nó mệt rồi đó, nó đang nghỉ mệt đó mọi người. Chứ hồi nãy tôi cho mèo uống sữa mà nó cứ lăn qua lộn lại thì có tôi nhìn nó tôi chóng mặt giùm nó luôn á. Coi chừng kiếp này nó đầu thai lộn đó, không chừng kiếp này nó phải là mèo cái mới đúng. Mèo đực mà đi mê con của người khác, tối ngày suy nghĩ chăm con người ta không à. Một con mèo đổ vỏ nè, vừa làm nghề bảo mẫu mà nó khiêm luôn cái nghề bảo vệ luôn nha. Nói chứ cái hình nó ngồi giữa tự nó cầm cái súng là y chang với cái nghề của nó luôn á mọi người. Ra nó làm như con của nó, làm như cái trách nhiệm chăm sóc mèo con này nó phải làm vậy đó mọi người. Nó thiệt chứ cuộc đời con này sinh ra chỉ để đổ vỏ thôi và làm ô xin làm mồi cho những con mèo khác. Nó chăm sóc làm mồi cho người ta không chứ làm gì nữa. À có nhiều bạn nói là muốn nghe âm thanh của những con mèo con này, âm thanh của tụi nó nhỏ xíu mà trừ khi nào tụi nó la lớn, mà mấy con này nó ít khi kêu lắm. Nó chỉ kêu khi nào mình gãi lưng cho nó thôi, chứ hồi nãy mình đã cho nó uống sữa nó no rồi nó sẽ không kêu nữa đâu. Bây giờ muốn nó kêu thì mình phải gãi lưng, gãi cái sống lưng cho tụi nó. Mình mở cái video nghe tiếng mấy con mèo con kêu, sau đó mình kết thúc video luôn nha mọi người. Và bye bye mọi người luôn.